Bản tin đặc biệt của hãng tin Anh Reuters vào hôm 28 tháng 6 về chiến dịch chống ma túy của Philippines đã có một chi tiết gây chấn động. Đó là cảnh sát đã đưa thi thể của những người nghiện ma túy bị bắn chết đến bệnh viện để che giấu tội ác. Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald De La Rosa đã vừa lên tiếng bác bỏ thông tin này. Hôm 30 tháng 6, cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald De La Rosa đã lên tiếng bác bỏ những thông tin về chiến dịch chống ma túy ở Manila trong bản tin đặc biệt của Reuters hôm 28 tháng 6. Ông bác bỏ việc cảnh sát đưa các thi thể người nghiện ma túy vào bệnh viện để che giấu tội giết người phi pháp. Tôi hỏi Reuters các bạn muốn gì? Chúng tôi phải để những người bị bắn tại hiện trường. Các bạn không muốn chúng tôi cứu sống họ và đưa họ đến bệnh viện sao? Dù làm thế nào thì cảnh sát Philippines cũng bị chỉ trích. Reuters đang cố tìm lỗi của chúng tôi. Nếu chúng tôi không đưa họ đến bệnh viện thì sẽ nói chúng tôi có ý định giết họ. Còn nếu chúng tôi đưa họ đến bệnh viện thì lại cáo buộc chúng tôi tạo hiện trường giả. Vậy chúng tôi phải làm gì? Ai đã nói là họ đã chết? Họ không phải là người khám nghiệm tử thi. Nếu chúng tôi không đưa họ đến bệnh viện, người thân của họ sẽ kiện chúng tôi và chúng tôi sẽ nói rằng anh ta đã chết rồi. Tại sao chúng tôi phải đưa anh ta vào bệnh viện? Sau đó những người này sẽ nói rằng, ông là ai mà nói vậy? Ông có phải là bác sĩ không? Ông De La Rosa cũng cho biết họ buộc phải đưa nghi phạm đến bệnh viện để phục vụ công tác cứu hỏa. Ông cũng cho rằng Reuters đang cố tình bắt lỗi cảnh sát Philippines. Được biết, khoảng 9.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy tại nước này kể từ tháng 7 năm 2016.